Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay là chủ nhật cuối tuần. Thì lô bông trang Cẩm Thạch mới vừa về cho nên em review lại, giới thiệu cho các bạn. Phía kế bên đó là lô bông trang lá trung màu đỏ, màu vàng, màu hồng. Màu hồng. Đó, còn đây là màu vàng. Đây có chú bướm đậu lên đó. Màu vàng mà ngã cam cam đây. Còn anh này hình như vàng Pháp hay sao. Còn bên đây là màu trắng. Màu trắng. Rồi mình quay lại mình giới thiệu Cẩm Thạch nha các bạn. Đây là lô trang Cẩm Thạch mới vừa về của bạn Lan Rừng. Hình như tầm 3 tấc nha các bạn. Hơn 1 gang tay. Đây, 1 gang tay, 2 gang tay, có thể là 4 tấc. 4 tấc. Nó có tược hết rồi. Bạn xem là có tược không nào. Đây, có tược đây. Đây. Có tược hết rồi. Khoảng chừng 20 cây nữa nha các bạn. Bạn nào mua thì comment bên dưới giúp mình nhanh tay để em thôi hết hàng. Trang Cẩm Thạch này thì mình bán rất là chạy. Anh này anh có nụ rồi. Có nụ hoa rồi. Lá thì lá màu xanh, cái viền của lá màu trắng thì mới mốt cái bông nó ra cũng giống như vậy á. Để mình chèn cái hình ở bên cạnh cho các bạn xem cái mẫu cái bông. Cái bông cũng cái cánh màu hồng, rồi cái viền của cái bông thì màu trắng. Khi mà edit video mình sẽ chèn cái hình ở cái góc trái màn hình cho các bạn xem. Cái cây đợt này thì lớn hơn đợt trước. Đợt trước thì có 2 tấc à. Đợt này thì 3 tấc. Và cái cây thì nó cứng cáp hơn. Đồng thời thì cái giá thì nó cũng khác nha các bạn. Mình không có công khai giá trên đây đó thì tại vì giá thì có thể là thỏa thuận, có thể các bạn mua nhiều ít rồi giá có thể thỏa thuận, cho nên mình không có công khai giá lên đây, cho nên các bạn thông cảm. Cứ các bạn mua thì cứ comment bên dưới giúp mình và mình sẽ liên hệ lại. Trang này các bạn mua về các bạn để ngoài nắng đó, thì cái lá dưới bông khi mà ra hoa rất là đẹp, chứ đừng để trong mát. Để trong mát thì không có tốt bằng. Các bạn xem thử cây này nha. Cây này ảnh ra hai tược rồi nè. Còn cây này thì có hoa. Cây này có búp rồi. Đó, các bạn xem
và lựa chọn nha. Này mấy cây trang lá trung màu vàng với màu đỏ để kế bên cho đẹp. Wow, trưa nay bên sông mấy con cuốn ổng sổ quá chừng luôn à. Đây các bạn xem cái lá nè. Đó, thấy thường. Cái này là màu hồng. Màu vàng. Vàng rất là đẹp luôn. Chá nắng. Lúc màu này lúc màu kia. À có chú bướm kìa. Thấy thương à. Phía bên đây là mấy cây. Cây lớn nè các bạn. Phía bên đây mấy cây Mỹ Hồng của mình. Trên này là cây lan. Rồi, sáng hôm nay mình giới thiệu đến các bạn cái lô trang cẩm thạch mới vừa về của mình. Một lần nữa là mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video ngắn này. Và bạn nào yêu thích, đam mê sưu tầm bông trang thì hãy comment bên dưới hoặc là liên hệ số điện thoại trên tiêu đề Zalo, số điện thoại, tin nhắn là điều một số đó nha các bạn. Rồi mình chúc các bạn có ngày cuối tuần thật là vui vẻ bên người thân và gia đình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.